xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho ngày mai, thứ ba, ngày 3 tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh và ảnh radar thời tiết, những vùng mây dông trên khu vực thành phố Bảo Lộc và các huyện Đam Rông, Bảo Lâm, Cát Tiên, Đà Tẻ, Đà Oai. Những vùng mây này sẽ gây mưa rào và dông cho các khu vực nói trên, sau đó có thể lan sang khu vực thành phố Đà Lạt và huyện Lâm Hà, Di Linh. Trong cơn dông, cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo tố, lốc, sét và gió giật mạnh. Trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh vào ngày mai sẽ có khả năng nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông, tập trung ở các khu vực phía Nam và Tây Nam của tỉnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 và có lúc cấp 4, nhiệt độ sẽ dao động từ 16 đến 33 độ. Cụ thể, khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ở khu vực này, nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi. Nhiệt độ sẽ dao động từ 16 đến 23 độ, độ ẩm từ 87 đến 92%. Khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ở khu vực này, chiều tối và đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 và có lúc cấp 4. Nhiệt độ sẽ dao động từ 19 đến 29 độ, độ ẩm từ 87 đến 92%. Khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ở khu vực này, trong cơn dông, cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo tố, lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ sẽ dao động từ 20 đến 29 độ, độ ẩm từ 87 đến 92%. Và cuối cùng là khu vực phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng gồm các địa phương Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Ở khu vực này, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa và dông. Thời điểm nóng nhất trong ngày, nhiệt độ khu vực này là 33 độ C. Vào ban đêm và rạng sáng, nhiệt độ giảm còn 23 độ. Độ ẩm trung bình sẽ từ 85 đến 90%. Thưa quý vị và các bạn, thống kê của ngành chức năng, trong hai quý đầu năm 2021, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là trên 401.000 con. Sản lượng heo hơi của nông dân Lâm Đồng đạt trên 40.000 tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hiện giá heo thương phẩm đang sụt giảm, vận chuyển khó khăn, dịch bệnh trên đàn heo vẫn luôn diễn biến phức tạp. Vậy các nông hộ trong tỉnh cần điều chỉnh kế hoạch chăn nuôi như thế nào cho phù hợp với tình hình thực tế? Câu trả lời sẽ có trong chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng ngay sau đây. Và khép lại chương trình sẽ là phần dự báo thời tiết cho các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.